Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Tôi đang có mặt tại tổ Tò Vò của đảo Lý Sơn. Vâng, là một trong những cái địa điểm check-in rất nổi tiếng khi chúng ta mỗi lần đến thăm đảo Lý Sơn. Và nếu các bạn đến thăm đảo Lý Sơn du lịch thì không thể thiếu cái điểm check-in này. Vâng. Địa điểm rất là nổi tiếng. Từ lúc nãy tôi đến đây thì rất nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. Vâng, buổi chiều nay đảo Lý Sơn thì được biết là một hòn đảo do núi lửa cách đây hàng triệu năm hình thành. Vâng, với tổ Tò Vò này thì hàng triệu năm trước là do núi lửa hoạt động và phun trào nham thạch xuống xuống biển Đông, và khi gặp nước thì nó sẽ đông cứng lại. Và hôm nay thì những cái hình thù tổ Tò Vò và những cái hình thù đá hết sức là kỳ lạ. Và màu đá là màu đen, màu đá là màu đen. Và cùng thăm tổ Tò Vò với tôi là anh bạn gì đây ạ? Anh bạn gì đây? Chào mọi người đi. Trần Bin, chào to lên. Vâng, Bin đang kiên trì đứng để bắt một con vài con cua ở trong hang đây. Vâng, mọi người chứng kiến đây là những cái phiến đá màu đen rất là nhiều kỳ thú. Vâng, đến với Lý Sơn thì đây là một địa điểm check-in. Ngoài ra thì chúng ta có thể có bốn cái địa điểm mà không thể bỏ qua được, đó là một là tổ Tò Vò đây, hai là núi Thới Lới. Núi Thới Lới là một trong cái điểm check in cũng khá là thích thú với cái độ cao 170 m so với mặt nước biển, và trên đó là có một cái miệng núi lửa phun trào, và đương nhiên thì bây giờ nó đã tắt rồi. Ở trên đấy thì cái điểm cao nhất, và họ bây giờ đã làm một cái chảo phun trào đó thành một cái hồ nước để chứa nước. Và thứ hai là hang câu thì rất là nổi tiếng và nơi rất là đẹp. Thứ ba là những cánh đồng hành và tỏi. Và đằng sau các bạn đang được nhìn đó là con đường ven biển rất là đẹp. Và hôm nay thì nó được trang hoàng bởi những cái lá cờ tổ quốc màu đỏ sao vàng rất là đẹp. Vâng, và con đường này hôm nay cũng rất là vinh dự được đón gần 2.000 vận động viên của giải marathon 2020 của báo Tiền Phong. Và cung đường rất là đẹp, và chạy trên cung đường này rất là phê, và nó có thể một trong những cung đường đẹp nhất thế giới rồi đấy. Và sáng nay thì tôi cũng đã hoàn thành xong cái cung đường với cái cự ly là bán marathon 21 km. Còn Trần Hải Minh thì Trần Bin thì hoàn thành cái cự ly là 10 km, và anh chàng Trần Bin rất là xuất sắc. Vâng, rất là xuất sắc về đích với 72 phút và 10 km. Vâng, là chúng ta sẽ đi thăm tổ Tò Vò. Và một lần nữa biết là đi với bố này. Và đâu con phải dình cho con đâu, con phải kiên trì ngồi đấy nó thò ra là bụp. À, phải kiên trì ngồi đấy nó thò ra là bụp. Con bố đã bảo ngồi đấy kiên trì giống như mình đi câu ấy. À. Ô, em bé. Vâng, đây là cái điểm. Vâng, rất nhiều. Việc chơi chụp Nào, ảnh sợ mấy. Mọi người đang chụp ảnh rất là vui. Wow. Sang bên này thì các bạn nhìn thấy tổ Tò Vò. Từ đây thì đang
tại tổ vò này, tổ vò này thì buổi chiều tầm khoảng 5:30 6 giờ thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cho chụp ảnh qua cái lỗ tổ vò này khi mặt trời bắt đầu lặn và tiễn cái hoàng hôn và cái địa điểm để tiễn hoàng hôn và chụp check in rất là đẹp. Mọi người sẽ chiêm ngưỡng đây. Đây là đá trầm tích, dấu vết của núi lửa phun trào. Khi phun trào xuống thì gặp vượt nước biển Đông và sẽ được đóng thành những cái dạng xỉ, dạng đá. Và hình nó trông như giống như là những cái hột xốp đen đen. Vâng, đen đen trông rất là kỳ thú. Và những cái dạng này như là ở Phú Yên thì nó có tạo thành những cái lớp mà vành đá đĩa, gành đá đĩa, nhưng ở đây thì nó chưa được đến những cái mức độ đấy. Vâng, trông rất là kỳ thú. Vâng, đằng sau tôi kia là có một cái điểm nữa mà khi các bạn đến Lý Sơn không thể không đến, đó là đảo bé của Lý Sơn, một trong đảo rất là đẹp. Và bên đó thì cái việc mà tắm biển hay là những cái hoạt động vui chơi giải trí rất là nhiều. Với đảo Lý Sơn thì đảo to ấy, đảo lớn ấy, thì rất là ít bãi tắm đẹp, và những cái bãi tắm thì thường là có ít cát và nhiều đá. Thì sang cái đảo bé kia thì chúng ta sẽ được tắm và chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái hòn đảo bé này rất nhiều cái điều thú vị. Và đây, và đây là chiêm ngưỡng đá rất đẹp. Đứng từ đây xa xa nhìn toàn bộ cái tổ vò rất là đẹp, đá và cung đường ven biển rất là đẹp. Vâng, đang dập cờ sợ đỏ sao vàng. Vâng, chắc chắn rồi, nếu anh chị đi Lý Sơn thì không thể bỏ qua cái điểm check in tàu vò này. Vâng, xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video clip tiếp theo. Bye bye.